Cái cây này có bông hoa lạ nhỉ. À đây các bác ơi, em quay qua một cái giỏ phong lan cho các bác một chút để ngắm tí các bác. Cái phong lan này hơi độc và lạ một tí các bác nhé. Cái này thằng em nó mua 500 một kg. À đây các bác này, cái bông hoa này nó mọc lạ mà. Bình thường em thấy hoa lan ấy nó mọc ở cái, ví dụ ở cái thân này nó ra chánh nó ra hoa. Cái này nó đâm hẳn luôn các bác nhé. Đây bác này, nó đâm hẳn ở cái đầu ngọn luôn các bạn. Em thấy cái bông hoa này hơi lạ. Cái kia này là cái kia mà thằng em nó mua 500 nghìn một cái kia bằng cái đốt ngón tay đi các bác này. Và nay trăm nó bắt đầu ra hoa mấy tháng nay rồi. Bây giờ ngay một cái hoa ngay cái đầu này luôn các bác. Không biết là không biết là hoa này hoa kiểu gì đây, màu mè như nào đấy các bạn. Anh nhìn bông hoa này cũng lạ đấy các bạn này. Này nằm cái trắng này đẹp quá. Ở nhà chú thằng em ấy nó chơi một ít giỏ lan đấy, gọi là lấy cái anh em ngồi chém gió ngắm lan đấy các bạn. Cái cây này em với bố vừa cho ra đấy bác, vừa cho nó ra ngoài em thấy nó đang mọc mầm đấy các bạn này. Ở nhiều video trước em quay ấy, thì nó đang ở trong cái lồng nó cũng thấy có tí mầm rồi các bạn. Nhưng mà để đến đây sợ là chim nó nhảy nó ăn hết các bạn. Nó nhảy lên nó mổ hết đấy, nên là cho nó ra ngoài. Cho hẳn ba cây cho luôn các bác. Lát nữa em sẽ treo cành cây khô không kia. Cái này khoảng 1 tuần 2 tuần là ra lá lại xanh tốt quá nhá. Xanh tốt em cho vào sau rồi thiết kế sau được các bác. Đấy như cái cây bên này thì nó để ra ngoài thì từ trước Tết cho mấy con chim khuyên trước nó ở ấy. Bây giờ nó ấy các bác, bây giờ nó mọc lá cũng tốt tốt rồi. Mấy nó tốt thì mình để trồng nó xuống các bác. Cho nó đẹp hơn. Ổi này chắc lấy về thì cũng lộc đẹp lắm rồi. Em thiết kế lại chỗ này một chút để thả chim nữa sau các bác. Trà than này các bác này. Một đôi trà than đây. Anh chim khuyên này trà màu đây. Còn mấy ông trà với em treo em thấy nó nghiêng quá không biết là. Nhưng mà em thấy nhiều bác bảo là làm tổ nó đi. Với nhiều bác bảo là nó không đẻ được đâu. Trong avi sợ nó đánh nhau các bác. Đánh nhau nó phải rậm rạp một chút thì may ra nó mới đẻ được đấy các bác. Đây các bác này. Thế còn 4 khuyên đấy các bác. Còn màu xanh chứ một đôi thì cũng ấy rồi, còn mỗi con thôi. Quế lâm đây bác, con quế lâm này hot hay lắm các bác nhá. Con quế lâm này âm một tiếng là hot rất nhiều các bác. Quế lâm này nổ kinh lắm các bác, trà than này không phải nói rồi. Trà than mùa này nó căng đấy các bác. Về tầm sáng mai nó hót kinh lắm. Sao đứng một chân kia lại đau chân rồi. À luôn cuốn. Bỏ rác đây cho nó có không biết là nó có công rác hay không nữa không biết. Ông cho bố em thấy con khéo với con mi nó ở với nhau công nhát các bạn. Đẹp, cái này ốm mệt quá. À, nhà thằng này hết đau chân rồi. Con trà màu này, con trà màu mà bị tót, không chắc bị nó mổ cho tắt đầu được các bạn này. Công giác đây, mấy đứa công giác mà làm tổ nhá. À, con chim cút. Con chim cút cũng kêu à? Con khiếu này con khiếu khiếu đất à con khiếu đất hay con à khiếu đất thì phải không? Con đen này khiếu đất này còn chưa mà mua của dân anh lưới các bác. Đây các bác nhá, em quay qua một tí này thôi, em đang phải đồ để đi xuống chỗ là chỗ ở của em các bác. Thành phố này em chỉ ghé qua nhà một tí thôi đấy. Bà đang cứu tế cứu trợ đây các bác này, đang cứu trợ thực phẩm, đang về hốt của bà đây một đống này các bác đấy. Đúng to tướng. Các bác có cây dâu này đẹp, em nghĩ là cho vào trong lọ vì chắc là cũng tuyệt vời lắm. Nhưng mà thằng chú nó bảo là thôi để ở ngoài chơi chơi cảnh đấy các bác, để cho nó đỏ đẹp. Đi, chuẩn bị đồ đi, về con, vẫn đang chơi. An ơi con.